Em Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh xin kính chào các bác nha. Hôm nay là một buổi sáng ngày thứ bảy cuối tuần thì như mọi khi thì em luôn cố gắng lên một số cái clip để giới thiệu các bác một số cái sản phẩm hiện tại đang có trong cửa hàng. Thì hôm nay là một buổi sáng thứ bảy, buổi tối nay thì em sẽ live stream phục vụ các bác. Hôm nay buổi sáng thứ bảy thì tranh thủ nhàn rỗi thì có một cái pho Di Lặc rất là đẹp thì lên để muốn giới thiệu cho các bác ngắm. Thì cái pho này là một pho Di Lặc chất liệu đồ gỗ Ngọc Am Hà Giang. Hàng này thì chính xác luôn, em báo luôn kích thước các bác là nó cao tầm cao chuẩn xác của nó là 99 các bác nhé, cao 99 đó. Cao 99 chiều rộng hình như của nó là 45 mươi, sau đó tí em sẽ đo chiều rộng nhưng mà cũng là chiều cao là 49. Cái pho này thì nguyên bản của nó là một cái cục gỗ Ngọc Am rất là to và đẹp luôn. Nhưng mà cái hàng này thì em nói thật luôn là hàng này là có một bác đặt nhưng mà khi rồi em làm thì kích thước lại to quá. Lại to hơn cái kích thước nhà bác ấy, to hơn cái khổ nhà bác. Cái khổ nhà bác là 85 nhưng em phải làm đến chín mấy, đâm ra nó lại là không vừa khổ, đâm ra nó còn lại. Thì hôm nay thì còn thì em nên giới thiệu giao lưu với các bác để bác là hữu duyên thì dinh cụ về ngắm và chơi. Pho này thì em nói luôn là nó rất là đẹp, thật sự luôn là cực kỳ đẹp luôn đấy. Bác nào nếu mà bác nào chơi có thể nhận hàng và kiểm tra hàng với cái chất lượng gỗ của pho này, vì hàng đặt mà. Thì đặt thì bao giờ cũng phải là yêu cầu là gỗ đẹp, chất lượng và luột, có nghĩa là hàng luột luôn luôn và vân đẹp, chọn gỗ chọn vân và không lỗi vết, đục và đục tứ diện, đẹp tứ diện luôn. Thì đây là một cái pho đặc biệt, pho này đem đây là một pho đặc biệt. Thì cũng tóm lại luôn là nó cũng không có cái gì gọi là cầu kỳ và hoa mỹ đâu các bác. Trên thì nó chỉ có cái cành đào này, có mấy quả đào nhỏ nhỏ thôi, hai bên cạnh cái bên này 1 triệu đồng này, bên kia 1 triệu đồng, có đâu là bên dưới là cái đế tiền này, bên dưới đứng cái bao tiền, có đâu là người cụ Di Lặc là choáng hết cái vị trí luôn. Nói tóm lại là nó cũng đơn giản thôi, nhưng đơn giản nhưng mà nó lại là cầu kỳ, bởi vì là đục cũng phải gạn hết cỡ để người cụ Di Lặc to ra nhất có thể cho các bác chơi đó. Thì cũng không có nhiều cái chi tiết nằng nhằng bởi vì cục gỗ của em rất là đẹp, thật sự luôn. Cục gỗ của em đất gỗ nó rất là rộng và thoải mái và cực kỳ đẹp để đục Di Lặc luôn đấy. Thì em có gạn hết cỡ cho các bác một cụ Di Lặc to. Thì trong tất cả những cái mẫu Di Lặc ấy thì mẫu Di Lặc đứng như này là đẹp nhất, em có thể khẳng định luôn là đẹp nhất, bởi vì là cụ Di Lặc đứng là thoải mái, một chân thấp, một chân cao, một chân dẫm bên đồng tiền to kìa. Còn đâu là người cụ Di Lặc chiếm hết diện tích, nó không có quá là những cái nào mà chúng ta chi phối cái nhìn của chúng ta. Thì đây là một pho Di Lặc như thế. Còn tí em sẽ đi cho các bác ngắm về cái chất liệu của Ngọc Am. Thì các bác lưu ý là chúng ta chơi tượng có hai trường phái chơi, một là chúng ta chơi dòng gỗ có vân và hai là chúng ta chơi dòng gỗ có mùi thơm đó. Đó là chúng ta chia hai trường phái. Thì gỗ có vân gồm những dòng gỗ như nào ạ? Một chắc, hai cẩm, ba hương, đó là những cái dòng đại gỗ đại diện cho gỗ có mù, gỗ có vân đẹp. Chắc, cẩm, hương đó là ba cái dòng đại diện các bác nhé. Còn đến dòng gỗ có mùi thơm thì có bao gồm có hoàng đàn, gỗ hoàng đàn, nếu có chơi hoàng đàn biết rồi, hoàng đàn Đầu Bảng, Ngọc Am, Bách, Xá Xị. Thì trong bốn cái thứ đó thì là Xá Xị là đứng mét bảng, là dòng gỗ có nghĩa giá trị là thấp nhất. Còn Ngọc Am với Bách thì nó xem giá tiền nhau, còn đứng đầu bảng thì nó là hoàng đàn. Đấy là những cái dòng phổ thông gỗ của Việt Nam, chứ còn em không nói đến những dòng gỗ nhập, gỗ nhẹo thì em không nói đến. Đấy còn ra nó còn số một số cái dòng có mùi thơm và giá trị hơi thấp, ví dụ như là Pơ Mu là một dòng có mùi thơm. Và một điều nữa là gỗ hương ta, hương ta của mình thì nó cũng có mùi thơm, nhưng thực sự nó cái mùi nó chỉ là thoang thoảng thôi, chứ còn nếu để mà đánh giá là có mùi thơm thì nó không thơm đâu ạ, thật sự là nó không thơm. Chứ còn nó tên là hương nhưng mà nó lại không thơm. Còn cái dòng hương mà nó thơm ấy nó gọi là đinh hương, đinh hương thì nó có mùi thơm các bác nhé. Nhưng mà thằng đinh hương ấy thì người ta lại không làm đồ mỹ nghệ tượng tượng đâu, mà cái đinh hương hầu như là chỉ đóng bàn ghế thôi đấy. Này các bác chơi thì chúng ta phải am hiểu một tí chút chút xíu về gỗ. Thì gỗ hương nó có mùi thơm, đó là cái dòng đinh hương đó, gù hương hoặc là gù hương. Thì gù hương nó chính là tên gọi khác của cái thằng Xá Xị, đó là gù hương đó, là tên gọi khác của thằng Xá Xị. Còn đây là gỗ Ngọc Am. Thì bây giờ em sẽ đi luôn vào cái chi tiết của sản phẩm để quay các bác cái chất gỗ đẹp như thế nào. Rồi em sẽ đi quay chi tiết các bạn ngắm nha. Nó hơi to nên là cái
Pho này là sự luôn, nó rất là to, nếu các bác trưng lên cái không gian nhà mình thì rất là to luôn đấy. Đây ạ. Quả đào nó cũng bé thôi, nó không có to đâu. Bởi vì đầu củ di nạc đến đoạn này rồi. Đoạn khoảng cách này nó chỉ rơi tầm khoảng 15-16 phân thôi. Thì các bác cái thảm vân. Hàng này thì em đã đánh qua lớp sáp ong rồi các bác nhé. Đây là nó là mạch tinh dầu này. Cái mạch tinh dầu nó có một cái đặc điểm là nó rất là cứng. Nó cứng như đá luôn ạ. Nó cứng hơn những cái phần gỗ này nhé. Cái phần gỗ này thì mềm thôi này, nhưng cái mạch tinh dầu nó rất là cứng. Đó, cái này là không phải lỗi vết nhé. Đây toàn bộ là mạch tinh dầu này. Trên mặt cù nữa này. Để các bạn nhìn diện mặt bên em đục chưa? Em có thể khẳng định luôn là khi các bác chơi di lặc thì chúng ta chú ý đến cái diện mặt giúp em. Cái diện mặt này là diện mặt top 1 nhé. Diện mặt này là diện mặt top 1 làng nghề đục. Khẳng định luôn. Diện này là diện top 1 làng nghề đục mặt những pho di lặc như này. Đó. Chúng ta chơi di lặc cái đấy khuôn mặt. Cái khuôn mặt là cái thần thái quan trọng nhất. Cái khuôn mặt này nó là top thợ top 1 làm này. Đó. Đây là mặt trẻ con này. Nó cũng có một tí, cái này là tinh dầu không phải lốt vẽ thôi cô nhé. Đây là đặc điểm của gỗ. Cái này thì không chỉnh sửa. Đây là tinh dầu, cái mạch tinh dầu. Đây, tất cả đều là mạch tinh dầu hết đây. Bởi vì nó gỗ rất là thơm. Bởi anh ấy yêu cầu là anh khách đặt cái pho này đấy, là anh yêu cầu là gỗ là phải đẹp nhất có thể cho anh đó. Và thứ hai là phải thơm nhất và nhiều dầu nhất. Bởi vì anh về anh ấy mang đi tặng. Đấy. Nhưng mà không phải vì anh ấy đo kích thước không chuẩn nên đâm ra là về lại hơi to quá. Đâm ra này còn lại em nên giới thiệu các bác. Đó. Hôm nay các bác để thì em khẳng định luôn là thơm ngào ngạt trong nhà luôn. Và hàng là 100% không có vết. Bởi vì là hàng chọn. Đây là cái đồng tiền đục kịch bong. Đó, dưới là cái bao tiền. Giả ngũ không có lứt lát thì đâu các bác, nhỏ vân nhỏ tăm luôn. Đây là chặt cái dây tiền này. Có đây đằng sau. Đã đây đằng sau nó cũng luột luôn. Đó các bác ngắm chưa? Đằng sau nó cũng luồn luôn. Một pho di lặc Ngọc Am hàng VIP. Đó. Hàng VIP luôn các bác nhé. Không có vết. Đây đó là những cái mạch tinh dầu. Nó không phải lỗi vết đâu. Bác chuyên Ngọc Am sẽ hiểu đây là những cái mạch tinh dầu. Và đối với những cái gỗ mà có mạch tinh dầu thì nó rất là thơm. Đây nó cũng là mạch tinh dầu này. Đây nó rất là cứng. Rất là cứng luôn. Đây là gỗ quật hết ra nhé. Bởi vì anh yêu cầu là vì nhà khách nhà trưng tứ diện nên anh yêu cầu là phải làm tứ diện 100% chứ không được làm mặt trước mặt sau bỏ, thì đây là em đều được tứ diện hết. Và gỗ rất là dày, cái bệ này có nhìn bệ đây, có nhìn bệ đấy nó rất là dày, một phần bao tiền ấy, nó cực kỳ dày. Đối với gỗ lạc bây giờ ấy, để mà lựa được những cái photo này mà gỗ lạc 100% này thì cũng không dễ đâu các bác ạ, thật sự luôn đấy, không dễ đâu. Mà pho này thì em giao lưu các bác, pho này thì ra rất là êm luôn. Rất cực kỳ êm luôn ạ. Mà các bác trưng một pho này tết nhất lên nơi rồi. Nhà bác là có điều kiện để đóng thêm cái tủ BK này nữa thì nó chỉ có tuyệt vời. Đóng thêm cái tủ BK nữa thì chỉ có tuyệt vời đấy ạ. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác ngắm pho này nhé. Gỗ nó nhiều dầu lắm. Cao 99. Rộng 45. Cao 99, rộng 45 và chiều sâu. Chiều sâu 25, có nghĩa là phần bệ dưới là 25. Có cái phần người nhưng cụ di lạc là 20 các bạn nhé. Phần bệ là 25, một trên người cụ di lạc là 20. Đó. Thì hôm nay em quay clip để giới thiệu các bác pho này thôi. Pho này thì em có khẳng định luôn là các bác nhận hàng thì chất lượng là không thể chê đâu được, khẳng định luôn. Còn pho này thì em sẽ báo giá luôn để em giao lưu với các bác. Pho này giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu pho này các bác nhé. Hàng cam kết là đúng chất lượng và chất lượng là số 1, top 1 luôn. Về đường nét đục diện mặt. Đó, diện mặt bên em là được khẳng định luôn là thợ top 1 làm nghề làm diện mặt luôn, các bác chơi luôn, không chê đâu được. Còn chất gỗ thì cũng ngất luôn. Đó. Thôi, clip em xin dừng đi các bác nha. Hẹn gặp lại các bác vào tối nay nha. Để mua các bác một clip buổi trưa này thôi. Còn tối nay sẽ là rất là nhiều hàng cho các bác chơi. Thôi em xin dừng clip đây thôi. Bác nào yêu thích cái sản phẩm này thì anh gọi điện ngay chứng minh nhé. Một pho để các bác nhìn cắm lại nữa đi. Đó, các bác thấy chưa? Nó đẹp lắm. Thật sự luôn là các bác dinh cụ về thì cái giá tiền 6,5 triệu thì nó rất là êm luôn đấy. Pho ở trên thị trường thì chắc không ai bán ra đây đâu.
vì nó to đẹp mà. Đấy, gáng gấp gỗ thì chất lượng gỗ không chê đâu được. Và em xin dừng clip đây thôi nhé. Chúc các bác một cái cuối tuần thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.